Sáng nay, lãnh đạo Sở nội vụ thành phố Húng đã có buổi tiếp tân Tổng lịch sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, ông Sufan Hara Oyan và phương dân nhân dịp đến Đà Nẵng nhậm chức. Tại buổi tiếp, giám đốc Sở Ngộ vụ thành phố Húng, Đà Nẵng, Huỳnh Đức Trường chúc mừng Ngài Tân Tổng lịch sự Cộng hòa Dân chủ Dân dân Lào tại Đà Nẵng, giới thiệu tổng quan về thành phố Đà Nẵng cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Lãnh đạo sở ngội vụ mong muốn ở cương vị mới, Ngài Tân Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, giữa Đà Nẵng với các địa phương doanh nghiệp tại Lào. Ông Suphan Hada Ewan, Bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm làm tân tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, cảm ơn thành phố Đà Nẵng trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Lào trên nhiều phương diện. Ngài tân tổng lãnh sự cũng khẳng định sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa hai bên. Dịp này tân tổng lãnh sự và phương dân đã trao giấy chấp nhận lãnh sự cho giám đốc sở ngoại vụ thành phố.